nào chị em bài này thuộc chưa ạ? Lớn nhá. Cố gắng níu kéo không được gì. Anh biết cả hai cũng chẳng còn yêu đương. Xa xỉ những lời khiêm nhường. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại bóng tối. Hai đứa trong muốn trao cơ hội. Anh nói đôi câu mình nặng lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta thêm những cái đau. Hôm nay ta sẽ chia tay. Anh xin bên em lần cuối, yêu em hơn, quan tâm hơn ngày mai. Hai chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là của nhau. Gì đó? Lần đầu anh thấy anh yêu lòng, lần đầu tiên anh thấy em biết trân trọng. Vài giọt nước mắt sẽ ăn mòn, chúng ta đều sống. Còn vài bài nữa. Nào một lần nữa nào. Các bông hoa hôm nay ai chưa có người yêu giơ tay nào. Nhưng các bạn có thể chỉ sao là những người nói thật kìa. Thật luôn. Facebook em là gì? Yêu nhau chỉ còn lại bóng tối. Hai đứa trong muôn trao cơ hội. Anh nói đôi câu mình lặp lại bên nhau, nhưng cũng chỉ khiến ta thêm nhức đầu. Hôm nay ta sẽ chia tay. Anh xin bên em lần cuối, yêu em hơn, quan tâm hơn ngày mai. Hai chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là